Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Richard tiếp tục chia sẻ cảm nhận của Richard về chai nước hoa Incense gì đó của nhà Matthieu Rimet. Thì Richard không biết phát âm tiếng Pháp cho nên các bạn cho phép Richard tạm gọi tắt chai nước hoa này là ES nha các bạn. Các bạn thông cảm. Với lại cái đồ chết khói của Richard nó hết pin rồi. Đấy cái kia bíp bíp gì hoài. Các bạn cũng thông cảm luôn ha. Thì chai nước hoa ES này á, nhiều bạn khen với Richard là nó ngon, nổi tiếng, nhiều người khen này nọ. Thì sau đây là nhận xét của Richard về mùi hương này. Thì lúc mới vừa xịt chai ES này á, thì Richard cảm nhận được đây là một mùi hương nó có tông ngọt kiểu vani, bùi bùi bột bột của nhang frankincense. Nó được mài ra thành bột, có nét tựa tựa như Barra Onda của nhà Nasomaro mà Richard đang sở hữu. Mùi hương nó rất là mũi. Richard nghĩ nhiều người sẽ cảm thấy dễ chịu sau khi xịt chai này. Tuy nhiên cái mùi hương này nó chưa tạo được cái ấn tượng mạnh đối với Richard. Tại Richard đã từng xài qua nhiều chai nước hoa rồi, cho nên gặp mấy chai nước hoa kiểu mà nó cứ tà tà như vậy á, nó chưa đủ sức thuyết phục Richard phải bỏ tiền túi ra mà mua. Đó, thì bản thân mùi hương nó không có quá tệ. Tuy nhiên nếu mà hỏi Richard có muốn mua chai này hay không thì Richard sẽ lắc đầu vì cái mùi hương này nó chưa có đủ sức thuyết phục Richard. Đó. Chấm điểm chai này á, thì mức độ yêu và ghét á, thì Richard chấm 4/5 điểm. Mùi hương nó nịnh mũi, không quá gắt nhưng chưa đủ sức thuyết phục Richard phải mê nó. Đó. Còn điểm đặc biệt thì Richard chấm 3/5 điểm. Đó, mùi hương nó khá là đơn giản, chưa thực sự tạo được cái ấn tượng mạnh. Làm nước hoa mà kiểu tà tà như vậy rất là khó cạnh tranh với mấy chai nước hoa khác ở ngoài thị trường. Giá tiền thì ok 5/5, lưu hương cũng ok là 5/5, tỏa hương cũng tạm được 4/5, thì tổng số điểm của chai này là 4.2/5 điểm. Kết luận của Richard á, thì đây là một chai nước hoa ngửi tạm được thôi, nhưng mà muốn khách hàng phải bỏ tiền ra mua á, thì nó chưa có đủ sức thuyết phục cho lắm. Thời gian và tiền bạc đối với Richard á, rất là quý giá, cho nên Richard không muốn mua tầm bậy tầm bạ để rồi một thời gian sau đi kiếm người khác để mà thanh lý bán lại, đúng không? Richard nghĩ các bạn và Richard cũng chỉ muốn giữ lại cho mình những chai nước hoa thực sự đặc sắc. Đó. Giả sử như Richard chỉ được phép giữ lại 50 chai nước hoa hay nhất, thì bảo đảm với các bạn là cái chai ES này sẽ không bao giờ có mặt trong top 50 chai nước hoa của Richard. Thậm chí top 100 luôn á, 100 chai nước hoa hay nhất á, thì cái chai này nó cũng không có chỗ đứng ở trong đó. Richard nói như vậy thì các bạn có hiểu ý của Richard không? Đó, thì nếu mà mua sample ngửi cho vui thì được, còn mà muốn mua chai full á thì Richard trả lời là no. Đó, thì đó là những gì Richard cảm nhận về cái chai ES này của nhà Matthieu Rimet. Hy vọng các bạn xem video này chủ yếu là để tham khảo ý kiến của một người khác thôi. Chứ Richard không khuyên các bạn là các bạn đừng nên mua chai này nha. Nhớ rõ nha, Richard chỉ nói là cảm nhận riêng của cá nhân của Richard thì cái chai này nó chưa đủ sức thuyết phục Richard. Còn đối với các bạn thì tùy các bạn thôi, quyết định thôi. Nhưng mà đối với Richard thì Richard sẽ không mua chai này. Đơn giản là như vậy. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ channel của Richard. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.